Xin chào các bạn, nay đang rap 5m2, 5m rưỡi, 5m mấy đây này? Quả đen, 5m mấy? 5m rưỡi, nói cho rõ ràng. 5m mấy, 5m9 hay 5m4? Con của ông mấy mét? Con nói 4m6. 4m6 hả? Cho nhìn nó dài dài tưởng 5m chứ. Cho đi, rồi đang quả đen, con điều đen 4m4. Hai khóa hai lồng lên. Hai khóa. Còn mình nên cháu ở giữa thôi. Có 5 điếu rồi. Bỏ ông nhai đại cho nhanh. Rồi, chuẩn bị lên con này nhá, đâm con này lên nhá. Đang không con này của mình. Má, tặng cái càng đằng trước, từ sau đã bao nhiêu ấy rồi. CL7 nhá. Con này mình 2 kg, nhiều không? Con này không có nhiều hơn mấy con cá. Lên đây. Cài lên đây. Cài lên đây, bạn ơi. Đi nữa. Rồi tiếp đông con khác nhá. Rồi con này 4m6 đây. Dưới nè. Con này còng D90. Chuẩn bị lên con này nhá. Rồi chuẩn bị lên này. 1 2 3 lên. Còng chiêng. Rồi đang lên nha. Ba con này trên bầu trời có ba con này nha. Con này chuông CR7 này vừa lên xong này. Chuông chùa. Con này con 3m. Tự may quần lọt khe. Không nghe tiếng gì luôn. Rồi con này đang xả còng. Rồi công đoạn con này đang cột dây leo sắp xong. Rồi xong xuôi. Rồi, 4 mét mấy, công đoạn ráp xong xuôi. Cuộn dây. Bó tay. Đây, gió chân có rồi đấy. Biết rồi. Đang chờ gió nha. Gió về rồi, lên con này thôi nha. Gió về rồi. Đeo tay cho thôi. Rồi, đi ra chiến trường nha. Cho con này đi ra chiến trường, bắt đầu bay nha. Cho con này cất cắn luôn. Cái này là 3. Anh mấy cả con gần cao mắt lắm á. Gì? Cũng 700-800 á. Một cây á. Cái cây sườn á, nếu mà mình mua á, là cây cái carbon gần câu á, đánh da săn hàng á, là 700-800 triệu á. Mắc rồi. Đó. Rồi lên. Rồi chuẩn bị lên con này nha các bạn nha. Rồi chuẩn bị lên con này nha. Đấy. Lên. Rồi đang xả dây nha. Rồi, 5 con. 1 2 con này. Con này 4m6 này. 3 con 3m8 này, con 3m8 CL7 này. Rồi con này 3m này. 3m tự may này. Rồi con này 22m8 này.
Rồi các bạn thấy hay các bạn cho mình một like, một chia sẻ. Các bạn đã chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh để đón xem những video sau của mình nha. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại.